Hi, bốn bốn xin chào các bạn. Trên tay bốn bốn là hai chiếc váy với hai màu khác nhau các bạn nhá. Bốn bốn làm cho bạn bún đấy. Đây các bạn cùng xem này, một chiếc váy màu xanh này rất là đẹp này. À, có cái thùng váy rất là rộng xòe ra nhá. Và bên đây là màu hồng. Các bạn mà muốn một chiếc váy bằng giấy như thế này cho búp bê chơi ấy, thì có thể làm theo cách của bốn bốn hướng dẫn các bạn gấp nhá. Các bạn cùng xem nhá. Để làm chiếc váy như thế này thì trước tiên chúng mình cần chuẩn bị một tờ giấy hình vuông các bạn nhá. Bốn bốn đã chuẩn bị tờ giấy hình vuông kích thước 12x12. Và bây giờ chúng mình sẽ cần gấp đôi tờ giấy lại. Đây nhá. Chúng mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại nhá. Chúng mình gấp tờ này bên trong. Mình gấp đôi này, sau đó chúng mình mở ra, mình gấp 1/4 nhá. Khi gấp 1/4 sao cho cái cạnh ở sườn này này trùng với cái nếp gấp ở giữa nhá. Và bên này cũng thế này. Và chúng mình đặt ngược lại. Chúng mình sẽ đây. Khi được một cái nếp gấp như thế này, bây giờ chúng mình sẽ gấp cái đường ở giữa lại thành 1/2 nhé. Và cái bên này cũng thế nhá. Đấy, vậy là cuối cùng chúng mình được một cái hình với nếp gấp như thế này. Mình cho nếp gấp rõ hơn một chút. Và sau đó chúng mình gấp đôi lại. Gấp đôi cái này lại đây. Và chúng mình xác định, ví dụ bố bạn bún muốn cái phần họa tiết này bên chân váy, còn là phần họa tiết bên trên này ở cung ngực, thì chúng mình sẽ gập cái lên trên phần cung ngực đây, bọn nha gập lên trên đây 1 cm này, nhớ nó căn chính giữa các bạn nhé. Đây sẽ được một hình như thế này. Và để tạo ra cái chân váy thì chúng mình sẽ tạo một cái nếp gấp đây, từ giữa này và xuống cạnh sườn dưới đây nhá. Tạo váy xòe ra và phần bên này cũng thế này. À, thế chúng mình đã được phần chân váy xòe ra rồi nhá. Và từ cái phần phía trên này, cả cái cổ áo nhá, chúng mình sẽ gấp. Đấy, gấp từ một nếp gấp chéo từ đây cho đến cái cạnh bên trên này, đấy. Và phần bên này cũng thế nhá. Sau khi gấp được như thế này rồi, chúng mình gấp đôi xuống, gập xuống nha. Đấy, cũng được lại để cắt cho chuẩn. Đấy, chúng mình gập xuống như thế này rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ gập lại như thế này. Gập phần này lại. Gập phần này lại nha các bạn nhé. Và đây từ cái chỗ này này, tạo ra cái nếp gấp như bốn bốn nha. Và bên này cũng thế này, mình gập lại này. Và tạo cái nếp gấp. Đấy, thế là đã xong được phần chân váy rồi này.
lật ngược lại nhá. Mình mở cái này ra, mở phần phía trên này ra. Và tạo nếp gấp từ cái cạnh ở giữa này lên cái góc này nhá. Góc. Mình gập lại. Và bên này cũng thế này. Tạo một cái nếp gấp từ góc cho xuống điểm cổ ở giữa. Rồi chúng mình lại gặp lại. Ok, khi được như thế này rồi chúng mình quay ngược lại thế này nhá. Và gặp cái phần dưới đây này. Đấy, gặp ra nhá. Cái này cũng thế này. Vâng. Đây. Thế là đã được một cái chân váy hoàn chỉnh. Đây các bạn cũng xem qua nhá. Đấy. Bên dưới đây nó là một cái tùng váy xòe ra rất là đẹp này. Phần bên trên áo này là có cái cổ áo và có hai bên cánh tay này. Đấy. Một chiếc váy rất là xinh xắn bằng giấy. Chúc các bạn làm thành công như bốn bún nha. Bốn bún cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của bốn bún nhá. Bye bye.